đã kết thúc với chiến thắng 1-0 về phía OKC Roster. PUG rất là xứng đáng so với mình, mặc dù vậy thì chúng ta không thể không kể tới công lao của các thành viên khác như màn thể hiện Asia rất xuất sắc của BD hay làm con Zax rất khó chịu đến từ Kid ở khu đứng trên, mặc dù anh ta phải đối đầu với một kèo đấu chọn sau dành cho Kingan. Hoàn toàn ý, chúng ta có thể thấy rằng cái khả năng giao tranh tổng đến từ bên phía của KT Roster nó khủng khiếp như thế nào, và nó được cụ thể hóa bằng những cái tình huống kiểu như là nó đến từ siêu sao vậy. Ví dụ như là những tình huống make play, những tình huống bước vào giao tranh rất đột biến trong cái đội hình của họ. Rồi, tạm thời chúng ta hãy cùng bỏ qua những diễn biến ở ván thi đấu đầu tiên và hướng tới giai đoạn có vào trọng ván thi đấu thứ hai. Những lượt cấm thì phần nào đó khá là giống với ván 1 mà thôi. Vigo nè, Annie, rễ tên là ba lượt cấm của phía Hangolai. Còn một lượt cấm cuối nữa dành cho phía của KT Roster, trước đó họ cấm đi Chitana, Nico và còn Lập Lăng. Như vậy Lập Lăng là lượt sự cấm cuối cùng đến từ bên phía của KT Roster và tiếp tục sẽ là Seljuani hở rào thôi. Chúng ta chưa thấy những sự thay đổi đến từ cả hai đội. KT chắc chắn là không sai, chẳng có gì phải sửa cả. Vẫn sẽ là Zax cộng với là Kaiza là hai sự lựa chọn đầu tiên của họ mà thôi. Cái quan trọng là Hanwalai với hai sự lựa chọn tiếp theo thì họ có thay đổi ở cánh trên hay không, hay vẫn sẽ là Yone để phối hợp cùng với lại Seljuani trong tay của Grizzly, và một con bài xạ thủ dành cho Viper ở khu đứng dưới, đấy là Aphelios ở như ở trong ván đấu đầu tiên. Thế và nữa thì tôi đang vừa tới tình huống ở khu vực dữ liệu rằng có muốn đổi mẫu chất tướng khác nhau dành cho Viper. Ví dụ con Seja kết hợp với Rakan luôn cũng được ở trong cái sự lựa chọn này. Những quyết định đến từ bên phía của Hangwalai sẽ một cái sự lựa chọn của khu vực giữa. Tôi tin rằng cái đội hình này là cái đội hình mà vận hành tốt nhất dành cho đội của họ rồi. Có chăng đó chính là sự lựa chọn Seja thì giúp cho Viper có thêm cái không gian để có thể né những tình huống tấn công của phía đối phương với một cái chiếc cuối. Ván 1 thì là ván đấu mà Viper gần như là không có khoảng thời gian chơi game quá nhiều. Anh ta hết bị BD đẩy về phải phân chia thiên hạ, rồi anh ta bị bản năng sát thủ với mình áp sát, rồi anh ta bị dính phải những tình huống vòng sau đấy từ Kin, và đặc biệt là con V của Kurt rất là khó chịu. Thì ván này tiếp tục sẽ là như vậy mà thôi. Còn quan trọng là Saya của Viper sẽ có thêm một công cụ để có thể tránh đi những tình huống như vậy nữa, đó là cái báo tố nổi dậy. Hãy xem là thêm một công cụ thì có giúp cho xạ thủ bên phía của Hangolai Sport được chơi game hay không ở ván thi đấu thứ hai. Còn với sự lựa chọn ở face cấm thứ hai thì KT Roster họ tước đi Rakan, một con bài mở, và phối hợp với lại Saya của Viper một cách khá là tốt. Như vậy là vị trí thứ tư của phía KT, họ sẽ bích đường giữa, coi như là họ không muốn bích trước hỗ trợ trong cái slot tiếp theo của mình. Còn ngược trở lại bên phía của Hangolai, họ cũng cấm hỗ trợ luôn. Nautilus cũng đã bị loại bỏ đi ở trong cái ván thi đấu này để tránh đi cái cặp Kaisa kết hợp cùng với lại Nautilus. Vẫn đang còn một lượt cấm cuối nữa, liệu rằng có phải là một trong những con tướng tạo nên điểm nhấn dành cho Kido của đỉnh trên bằng vị tướng Zac đến từ bên phía của Hangolai không? Có thể đây sẽ là một con bài nữa được của Lai bị tước đi, đã bị Nautilus đã bị loại bỏ rồi. Kingan sẽ không được chơi Gragas. Sự lựa chọn giống như ở ván đấu thứ nhất đúng không Linh, khi mà Gragas là một sự lựa chọn khá là ổn đối đầu với lại Zax ở bên kia của Kim đã bị loại bỏ. Còn với Hangolai Sport thì sao đây, họ có tiếp tục nhắm vào Lehen nữa hay không? Với những chất tướng mở thì chúng ta còn Alistar, một con bài Lehen rất là thuận tay nha, và nó cũng sẽ phối hợp khá là tốt với lại Kaiza trong tay của Aiming. Để xem cái quyết định sẽ là Asia luôn ba thẳng Asia luôn. Như vậy thì sẽ phải có sự thay đổi đến từ BDD, không còn cho mình Asia nữa, và để xem là BDD có muốn chơi Ari không. Ari và Vi vẫn là một cặp rất là mạnh với cặp mid rừng đến từ bên phía OKC Roster nha. Như vậy là cái tỷ lệ thắng 100% của JK khi mà đối đầu với lại Asia ở trong những cái vòng thi đấu trước thì nó cũng đã bị phá vỡ rồi, bởi vì con Asia nằm trong tay của BD đang một cái sự lựa chọn khác biệt. Và ván thi đấu này cũng đã có thay đổi đến từ bên phía KT, trong cái bối cảnh là hỗ trợ cũng đã bị cấm đi khá là nhiều, họ quyết định là pick Alistar của vị dưới dành cho Lehen. Reo đang là con bài được hở ra nhưng mà có vẻ như cả hai đội đâu không đều hướng tới con bài này, mà nó sẽ là Alistar dành cho Lehen. Còn với Hangolai Sport thì bắt cặp cùng với lại Saya, không còn cho mình Rakan nữa, thì cái quyết định đến từ Viper sẽ là con bài gì đây? Từ từ đã, Kingan sẽ có tướng đường trên với Poppy đường trên kèo đối đầu với lại Zax ở bên kia của Kin. Đây vẫn sẽ là kèo đấu mà Kingan sẽ ở một cái thế hơi thủ một chút so với lại đối phương, để xem là cái kiểu chơi quen thuộc, cái kiểu chơi thủ đường quen thuộc của Kingan có được đảm bảo hay không. Anh ta có một cái ván đấu Kennen không tới nỗi nào ở giai đoạn early game, nhưng đến với những cái tình huống giao tranh thì Kingan không thể hiện được quá nhiều với chất tướng giao tranh tổng của mình, đó là Kennen. Poppy thật ra cũng không gặp khó khăn nhiều lắm khi mà đối đầu với lại Zac ở khu vực trên. Nếu như anh ta đánh đúng về mặt chất tướng thì cái khả năng tiếp cận đến từ Zac phần nào đó cũng sẽ tương đối là hạn chế. Khả năng đẩy đường đến từ Poppy cũng sẽ là có với những cú nện, và chưa kể lối lên trang bị chống chịu của anh ta nữa. Và ván thi đấu này chúng ta cũng sẽ có khả năng bày giao tranh đến từ Life, không phải là những mẫu chất tướng như là Seth, và thay vào đó là Rell. Rell thì phần nào đó cũng sẽ bị khắc chế đôi phần ở trong cái combo của mình khi mà đối phương cũng đã có được trong đó con Alistar rồi. Quan trọng là khu vực giữa chúng ta đang có những vị tướng như là Ari để có thể phối hợp với khả năng lao vào đến từ Vi, và chưa kể là Zac nữa. Đây vào lâu rồi.
Alistar đẩy đối phương vào lồng của Vega giữa cái tình huống combo bóng chuyền rất nguy hiểm đến từ KT Noster, khi họ sẽ vận hành một con Vega ở cùng một bình giữa. Có vẻ như Hakone Esports muốn ép cho BD phải chơi Ahri. Khi mà họ ban đi Azir, họ ban đi Annie, nhưng và ban bên kia thì ban lập Lang, Tristana và Nico, nhưng quyết định đến từ BD không phải là Ahri, mà Hakone Esports nghĩ mà nó sẽ làm con Vega ở khu vực đường giữa để đối đầu với lại Yone trong tay của Zeka. Đứng trên chúng ta sẽ có một kèo đấu hơi khác một chút. King sẽ không chơi Kenhen nữa, anh ta sẽ chơi một trận tướng tay ngắn và đánh thủ hòa so với lại Jax của Kim. Còn cánh dưới thì đây là một cái game đấu mà rõ ràng là KT Roster cảm giác là họ vẫn đang trên ban pick một chút nha. Họ pick trước Alistar để rào trước luôn rail của Lai, và quyết định đến từ Hakone Esports là chấp nhận cái việc đón đầu và rào trước đó. Họ vẫn pick rail dành cho hỗ trợ của mình. Cảm giác như bên phía của KT khi mà bước vào cái cuộc đối đầu này, họ nhường cái thế chủ động tấn công dành cho viên của Hakone Live. Đội hình của phía KT vẫn đang có cái gì đó thiên về phòng ngự với một vài những cái chiêu thức như là cái bẻ công không gian. Thật ra tôi cũng khá là đồng ý với cái sự lựa chọn này, bởi vì nó giống như là cái hợp chất điên loạn ở trong ván thi đấu trước, hoặc là cái phân chia thiên hạ của BD ở trong ván 1. Thì nếu như mà cái nhịp tấn công của phía Hakone Live họ tràn vào, họ phải e dè những cái bẻ công không gian, thì đó là cái tính chất khá là tốt dành cho phía của KT để có thể có thêm cái khoảng trống tập trung đội hình của mình và phản công ngược trở lại. Và đừng quên rằng thì với con những mẫu chất tướng mà nó hơi khác lạ chút xíu dành cho BD thì anh ta vẫn có kết quả tốt. Vega, Talia và Chitterfet. Lần này thì Vega cũng đã xuất hiện thêm lần nữa rồi. Với Vega và Kai'Sa và Vega thì cái đội hình bên phía của KT Roster vẫn sẽ là đội hình chủ động chơi thủ hòa ở trong giai đoạn ban đầu và nhường lại cái phần sân và đất diễn dành cho bên phía của Hakone Esports. Ở ván đầu tiên chúng ta thấy một Hakone Esports kiểm soát rất là tốt. Risley anh ta vẫn biết cách để có thể kiểm soát bản đồ với việc ăn rồng, ăn sứ giả dành cho đồng đội của mình. Nhưng cứ bước vào những tình huống giao tranh thì KT luôn là đội làm tốt hơn. Và để xem ván đấu này cái hướng đó nó có tiếp tục được diễn tiến ở trong ván đấu thứ hai này hay không. Trong cuộc đua BO3 giữa Hakone Esports và KT Roster ván đấu thứ hai trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2023 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt, và rất là hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt like và subscribe để ủng hộ cho các nền tảng của chúng tôi trên GZLive, TikTok, YouTube và cả Facebook nữa. Rồi, bản thi đấu này thì cũng không có quá nhiều những cái đột biến đến từ những cái phép bổ trợ hay là những cái bản ngọc của cả hai đội tuyển. Chúng ta đều đang thấy những cái bản ngọc nó thông dụng mà thôi. Vẫn sẽ là một con Kai'Sa nhịp độ chết người dành cho Amin, lối lên trang bị của anh ta cũng sẽ lối lên kết hợp với sức mạnh phép thuật và giao điện để có thể có cái khả năng đẩy đường khá là tốt. Còn ngược trở lại thì Viper sẽ lên thuần sát thương, bốc diệt thị quái và sau đó sẽ hướng tới những món trang bị như cung phong linh ở món trang bị thứ hai của mình. Ván đấu này sẽ là ván đấu mà KT sẽ muốn đánh thủ ở trong giai đoạn ban đầu, và rõ ràng Hakone Esports muốn biết thêm nhiều thông tin hơn. Họ cắm được một con mắt vào, ngay lập tức có một triệu hồi Ahri được kích hoạt đến từ BD với một pha quy chuẩn xác vào người của Zeka. Nếu như mà nói rằng là đường giữa nào ở thời điểm hiện tại đánh Vega nhiều nhất thì tôi tin nó sẽ là BD. Anh ta chắc chắn sẽ là người chơi đường giữa thi đấu Vega nhiều nhất ở trong giai đoạn hiện tại. Và thực ra là cái kiểu chơi Vega của BD nó vẫn đem lại những cái hiệu quả nhất định nha, chứ không phải là không. Để sang ván đấu này thì cái độ hiệu quả đến từ con Vega với sự khó chịu với combo Alistar và Vega có được thực hiện hóa đến từ KT Roster hay không. Vòng rừng có được một chút những cái sự hỗ trợ đến từ Kurt với việc ăn bùa xanh, sau đó anh ta sẽ hướng lên cánh trên. Còn trong khi đó là hoàn toàn ngược lại đến từ vị trí của Grizzly là những người ra đường sau. Rõ ràng là một đội bên phía của KT Roster phải đánh thủ rồi. Một tình huống chủ động tấn công đến từ Life, nhưng vừa rồi thì Amin cũng đã né khá là tốt, và chưa kể Lehen cũng không cần phải đứng che cho sạch thủ của mình nữa. Ván thi đấu này thì Viper vẫn đang có một chút những cái lợi thế ở cái khả năng kiểm soát những cái đợt lính ở khu rừng dưới. Vòng rừng của họ cũng là vòng rừng từ trên xuống, như vậy khả năng kiểm soát bản đồ đến từ Grizzly ở trong những cái cánh dưới nó sẽ được gia tăng thêm cách vượt trội. Ván thi đấu này thì bên phía của KT chấp nhận chơi phòng ngự Kai'Sa. Khi mà kết hợp với những con tướng có CC ở dạng tấn công cấp độ 1 thì nó mạnh, nhưng mà bởi vì đây là con Kai'Sa nhịp độ nên hơi khó để có thể có được cái nhịp tấn công đó. Chắc chắn là Kai'Sa và Alistar ở cấp độ 1 rất yếu, không lấy cái gì ra để đánh với Saiya tốc độ đẩy đường cao cùng với vị giao đôi, và đặc biệt là những tình huống Haki thuật áp sát đến từ Lai, và bộ đôi bên phía của Hakone Esports là người đẩy đường lính tốt hơn. Khu vực đứng giữa là những tình huống chơi hit với pha xuất hồn của JK, và cái kiểu chơi của JK thì vẫn sẽ là như vậy mà thôi. Anh ta vẫn sẽ spam xuất hồn và nhập hồn liên tục để lấy máu đối phương với việc là sử dụng cho mình khiên Doran và trụ đường cùng với ngọn gió thứ hai. Cánh trên thì với kèo đấu Poppy và Jax sẽ không còn những cái ưu thế về mặt chất tướng dành cho Kigen nữa. Kigen đang là người thua thiệt ở khả năng đẩy đường ở những cấp độ đầu tiên so với lại Kim ở bên phía kia. 2 trên 3 đường đang làm tốt hơn ở khả năng landing. Thì Kurt anh ta sẽ rất là thoải mái ở trong cái vòng rừng của mình, và thôi có chăng thì anh ta sẽ cần phải xuống đường dưới và can thiệp với những tình huống giảm tải sức ép dành cho bộ đôi Aiming và Lehen. Sức ép bây giờ là có nè, một lớp giáp trụ đang chuẩn bị thuộc về cho Viper. Nếu như anh ta có thêm cáp lực đến từ Grizzly ở trong tình huống ghé thăm ở trong cái pha thi đấu tiếp theo nữa. Còn ngược trở lại thì ui, Kingen đứng ở vị trí không đẹp,
Bởi vì anh ta sẽ bị tấn công đến từ Curse nếu như anh ta đứng lên cao. Có vẻ như là khá tỉnh đến từ Keegan, mà anh ta không quyết định là lao lên chế hit khi mà là người lại máu hơn so với lại Keen. Duyên tập kích, giữ chân, thêm pha vi giao đôi nữa, thêm pha triệu hồi lồng vũ nữa đến từ Viper với sức ép đi đường vẫn đang là rất đáng kể đến từ bộ đôi bên phía của Hawkeye Sport nha. Ở khả năng 2 đấu 2 vẫn đang là tốt hơn đến từ Viper và Life ở trong giai đoạn đầu. Nhưng để xem, cái tình huống đai chịu ở cái pha cấp độ 6 của Hawkeye Sport ở ván đấu đầu tiên nó đem lại một cái hệ lụy tương đối là nặng. Khi mà Aiming có được những cái mạng thực hạ gục từ rất là sớm và khiến cho Viper phải lấy bảo điểm số ở trong cái tình huống đó. Tôi nghĩ rằng ván đấu này Hawkeye Sport sẽ cần phải dè chừng với những pha đai trụ dạng dạ như kiểu như vậy. Còn quay trở lại với thời gian thực của ván đấu ở phút thứ 5 thì đây sẽ là một khởi đầu vòng dừng 2 đến từ cả Kurt và Grizzly. Và vẫn sẽ là những khởi đầu ngược nhau mà thôi. Khu vực đường giữa bắt đầu có những tình huống đẩy ngược trở lại đến từ JK so với lại BD. Và đúng như dự đoán, ván đấu này ở trong giai đoạn đầu sẽ là một ván đấu cực kỳ chậm. Rồi, vừa rồi thì là một cái tình huống đánh chặn khá là tốt dành cho Lehen khu vực đường dưới khi mà anh ta thấy cái lớp giáp trụ của mình đang còn lại khoảng chừng 1 cho đến 2 đòn đánh. Thì anh ta đứng lên tương đối là cao, điều này nó cũng tạo ra áp lực dành cho Viper. Viper không dám tấn công tiếp để có thể bóc dỡ 175 đồng đến từ cái lớp giáp trụ đó, khiến cho lượng kinh tế nó vẫn chưa nghiêng về cho Viper trong cái tình huống xử lý vừa qua. Cái vòng rừng có đến từ Curse, cái điểm được của anh ta là gài lại một cái con mắt. Vừa rồi thì anh ta cũng đã giúp cho Kin phần nào đó tiếp tục farm thêm cái đợt lính khu vực đường trên. Và lần về nhà vừa rồi của Kin thì cũng đã hướng tới một cái thủy kiếm rồi. Điều này nó cũng sẽ tương tự đối với Sejuni của Grizzly. Một ván đấu mà cả hai bên đều chia cho mình đó là những cái phần đất nhất định để có thể kiểm soát và nắm bắt được những tình huống di chuyển của rừng phía đối phương. Nhưng mà Hawkeye Sport cảm nhận ra cái tình huống rồng này thì họ đang là người có được ưu thế hơn nha. Họ đẩy được tốt hơn ở đường giữa của JK, đẩy được tốt hơn ở đường dưới đến từ Viper và Live so với lại mình và lại Hen. Và cái khoảng trống tạo ra đến từ Grizzly, vòng rừng của anh ta rất là tròn nha. Anh ta hết bãi chim rồi sau đó anh ta rồng, tôi nghĩ anh ta sẽ quay trở lại với tiếp tục là bãi người đá xong bấm bê về nhà lại thêm một cái vòng nữa như vậy. Cái tốc độ đi rừng và cái vòng rừng đang tròn trịa như này sẽ giúp cho Sejuani của Grizzly đạt được cấp độ 6 nhanh nhất có thể so với lại V bên phía bên kia của Kurt. Còn ở cánh trên thì vẫn đang là một chút ưu thế, không phải là một chút đâu, rất nhiều ưu thế dành cho Kin khi mà anh ta ăn ao khoảng 12 CS, tức là 2 quê lính trước Poppy của Keegan. Và nó sẽ tạo ra một cái tiền đề để Kurt có được một pha trả đổi mục tiêu. Đã là rồng đầu tiên dành cho bên phía của Hawkeye Sport thì liệu có phải là con sứ giả đầu dành cho Katie Roster hay không? Thêm vào đó là một ít kinh nghiệm dành cho Grizzly để có thể hướng tới một con Sejuani cấp độ 6 càng sớm càng tốt. Phần rừng tài nguyên của anh ta vẫn đang còn. Rồi, khoảng trống ở khu vực đường trên liệu rằng có được cụ thể hóa bằng tình huống băng trụ đến từ bên phía của Katie Roster không? Hơi khó, bởi vì con Sejuani này của Kingen cũng đã có được những món trang bị phòng vệ rồi. Chúng ta đang có cái tàn tích 3 mi đến từ Kingen và vừa rồi anh ta cũng đạt được cho bên đó cấp độ 6. Quyết định đến từ King là thôi, đối phương farm lính thì anh ta bào lớp giáp trụ đến từ một cái điểm tàn phá hủy diệt. Anh ta cũng proxy lính luôn. Đối phương chặn lính thì anh ta cũng chặn lính ngược lại luôn. Và chắc chắn là sức ép đến từ con Poppy của Kingen nó sẽ không là bao nhiêu cả. Trước cho chứng Zax còn có những cái tình huống cắm mắt và nhảy qua tường, đào thoát một cách khá là đơn giản đến từ Kin. Cánh dưới này thì vẫn đang chịu những sức ép nha. Nhưng mà chênh lệch về vàng, mặc dù Viper là người có được một giáp trụ, nhưng anh ta chỉ hơn vọt vẹn tầm 40 vàng so với lại mình, nó còn là một con lính à. À không, chưa, bây giờ mới là giáp trụ đầu tiên dành cho vị trí của Viper ở khu đường dưới. Chưa luôn nha. Đứng hơi cao sẽ bị sức ép đến từ tình huống phản công ngược trở lại của Alistar. Quyết định là nhảy vào nhưng không có một tình huống nhảy vào làm choáng, khi mà trước đó thì Kingen cũng đã bị làm choáng đến từ cái pha phản công của Kin. Tình huống chơi hit đường trên thì Kin cảm giác là anh ta vẫn đang trên cơ so với lại Poppy của Kingen. Nhảy vào nệ spam liên tục luôn, tốc biến đẩy với đối phương về và lại anh ta dính trụ. Anh ta dính hit trụ nhưng điểm trên công đầu đã có dành cho vị trí của Viper rồi, có tả xung hữu đột luôn đến từ vị trí của Kurt. Và Viper còn tốc biến khả năng cao sẽ phải đầu tư tốc biến trước luôn đến từ Kurt. Và cú quy hồi lại đây sẽ là điểm hạ gục nếu như Kurt đấm trúng, nhưng không, với tốc hành thì Viper chạy nhanh hơn và anh ta rút lui được. Có thể thấy như đội hình đến từ bên phía của Katie Royster, họ đã dùng một cái lớp giáp trụ làm mồi câu và nãy giờ Viper không dám đứng lên cao. Live vừa mới đứng lên cao một cái thì các bạn có thể thấy cái hệ quả nó quan trọng như thế nào khi mà Lehen chủ động tốc biến để có thể đẩy đối phương về. Rất may mắn là Viper là người ăn được cho mình đó điểm hạ gục chiến công đầu tiên với một cái khả năng chồng sát thương rất tốt của anh ta ở trong pha thi đấu đó. Hình như là giáp trụ chưa ăn đúng không Linh? Chưa ăn được. Chưa ăn được luôn. Phòng ngự rất dài dẳng đến từ bộ đôi bên phía của Katie Roster và nó cho thấy được rằng là cái khả năng tính toán của Lehen vừa rồi, ta đầu tư luôn cả tốc biến và mạng sống của mình để bảo vệ lớp giáp trụ. Viper có được một điểm hạ gục, đấy là một chút những cái tiền đề để cho bên phía Hawkeye Sport cảm thấy hài lòng sau cái pha trao đổi vừa rồi với lại đối phương. Còn bên phía bên kia thì cái Katie Roster, cái được của họ là họ vẫn giữ được mình ở trạng thái cân bằng nha, tức là giáp trụ không có dành cho Viper và Life phải bỏ mạng lại.
Thật ra pha trao đổi đó tôi cảm giác bên phía của Hang Hoa Lai vẫn lời ở cái chỗ là xạ thủ của họ ăn được điểm hạ gục chiến công đầu tiên. Còn cái điểm hạ gục mà của Life nằm xuống thì nó lại vô tình rơi vào tay của Lehen, chứ không phải rơi vào tay của Gus hay là của Amin. Thì đó là cái điểm bất lợi dành cho phía của KT. Cái cách triển khai đến từ phía của Hang Hoa Lai Sport là họ vẫn đang rất là chú trọng vào mục tiêu lớn nhá. Thực ra thì Summoner Rift vẫn là một cái bản đồ mà bạn sẽ cần phải kiểm soát mục tiêu và trụ cũng như là công trình. Thì điều này đang là điều mà Hang Hoa Lai Sport cảm giác là làm tốt hơn ở trong giai đoạn đầu, kể cả là ván 1 hay ván thi đấu thứ 2. Nhưng chúng ta đã như phân tích đội hình của KT Roster thì đội hình của KT là đội hình rất đánh rất là chậm, và họ sẽ cần phải có được những cái ngưỡng sức mạnh, đặc biệt là Kai'Sa rồi thì cả Veigar đứng giữa của BD nữa. Đây là pha đổi mạng tốc biến dứt điểm đến từ vị trí của Amin. Hơi đáng tiếc cái mạng vừa rồi, cái pha tốc biến đánh tay thì nó chưa kịp tung ra thì đã là thiêu đốt đủ sát thương đến từ Lehen rồi. Còn góc này thì Viper lùi về được với pha bùng tốc hành, và tốc độ chạy của anh ta là nhanh hơn so với lại cái khả năng hồi chiêu đến từ Curse. Một điểm hạ gục đổi một mạng, nhưng như anh Linh đã nói, khi mà chiến công đầu dành cho Viper thì vẫn sẽ là những cái ưu thế dành cho bên phía của Hang Hoa Lai Sport. Phần nào đó ở cánh dưới thì họ vẫn đang kiểm soát được. Rồi, để coi một cái lớp giáp trụ này bao giờ sẽ được bào đến từ Viper. Nãy giờ cảm giác như cái lớp giáp trụ đó nó giống như là cái miếng format ở trước cái bẫy chuột vậy. Đội hình của phía Hang Hoa Lai mỗi khi mà cố gắng để có thể tiếp cận thì họ bị tấn công ngay lập tức với những cái khả năng áp sát đến từ Lehen. Rồi, như anh Hoàng đã chia sẻ thì với những cái mục tiêu như là rồng hoặc là sứ giả, cụ thể con sứ giả vừa rồi được đẩy ra khung thành giữa đôi cơ, cái nhịp tấn công kiểm soát tốt đến từ bên phía của Hang Hoa Lai tôi tin chắc là đến từ một phần của CK ở khu vực giữa. Liên tiếp là những pha thi đấu mà anh ta chủ động để có thể trao đổi chiêu thức trực tiếp với lại con Vega của BD. Nhưng sứ giả hút vào trụ bột đứng giữa. Grizzly vẫn đang rất âm thầm nhờ cái kiểu chơi của anh ta. Anh ta không cần có mặt với những tình huống tấn công. Curse là người luôn làm tốt hơn ở những tình huống tấn công sang các khu vực đường, nhưng Grizzly luôn là người làm tốt hơn, và đây là một cái điểm cộng dành cho tân binh của Hang Hoa Lai Sport. Mặc dù anh ta không gánh tốt, nhưng anh ta là người ăn tài nguyên tốt, và anh ta chuẩn bị có tình huống tấn công à. Vô La Băng sẵn sàng, và đây sẽ là ngưỡng sức mạnh khi mà ZK có đoạt mạnh nhờ, nhưng phản công sẵn sàng luôn đến từ vị trí của Curse. Bắt buộc phải là nhập hồn về đến từ ZK, và khi anh ta nhập hồn về anh ta sẽ bị làm choáng, nhưng không, không kịp thời gian làm choáng, và Bola Băng quăng thẳng mặt BD lên bảng đếm số luôn. Tạ Sư Khung đột cơn cũng sẽ nằm lại trong tình huống này khi anh ta dính đóng băng, không còn tốc biến nữa, và hai mạng dành cho Hang Hoa Lai Sport ở khu vực đứng giữa. Không còn thời gian hiệu lực ở khu vực đường trên thì King rất nỗ lực để có thể tấn công vào người của King gần, nhưng King gần cũng đã thoát về với một cú không thể lay chuyển của mình. Rồng nguyên tố thứ hai như là một món quà tưởng thưởng, và chưa kể đâu cái lớp giáp trụ thứ tư ở khu vực giữa cũng đã thuộc về dành cho ZK. Một pha tham minh fail đến từ BD. Đồng ý rằng là lý thuyết thì nếu như mà con Yone sử dụng nhập hồn quay trở lại thì sẽ dính cạnh lồng, nhưng cái bẻ cong không gian của BD có thời gian, và khi mà ZK giật về cái bóng của mình thì anh ta không dính choáng. Còn Lehen ở cánh dưới này thì sao đây, bắt buộc phải rút lui thôi. Dòng nguyên tố sẽ thuộc về bên phía của Hang Hoa Lai Sport một cách miễn phí, khi cánh dưới này vẫn đang là cái áp lực đẩy đường tốt hơn đến từ bộ đôi của Hang Hoa Lai. Rồi, sức mạnh đến từ Sejuni và con đấu sĩ như là con Yone của ZK khu vực giữa vẫn được phát huy ở trong cái tưởng tấn công đó. Đường giữa bây giờ đang là cái đường thắng rất triệt để dành cho phía của Hang Hoa Lai rồi. Và cái diễn biến trong ván thi đấu thứ hai này nó cũng khá là tương đồng với ván thi đấu đầu tiên, tức nghĩa bên phía của Hang Hoa Lai họ sẽ có lợi thế ở cái khả năng kiểm soát mục tiêu, thậm chí nó còn lớn hơn nữa khi mà khu vực đường giữa đang có rất nhiều những cái điểm hạ gục cũng như cái ưu thế dành cho Yone của ZK. Quan trọng là Grizzly cầm một con sứ giả và anh ta thả rất là triệt để ở đường giữa để lấy giáp trụ về cho ZK, và sau đó là anh ta mớ mạng tốt dành cho ZK, một mạng một hỗ trợ dành cho đường giữa bên phía của Hang Hoa Lai Sport. Tôi nghĩ là pha này mà Grizzly nhường được mạng thì nó sẽ là 100% uy tín. Tôi vừa nói khỏi mồm xong là Grizzly vẫn đang làm tốt hơn ở khả năng kiểm soát mục tiêu, thì anh ta ngay lập tức có một pha tấn công và hạ sát được cả hai thành viên bên phía của KT Roster. Hai con rồng, một con sứ giả, ba mạng hạ gục từ sớm dành cho bên phía của Hang Hoa Lai Sport. Như chúng ta đã dự đoán, đội hình này bên phía của KT Roster là đội hình cần có khoảng trống và thời gian để tăng tiến sức mạnh, nhưng có vẻ như là Hang Hoa Lai Sport đang không muốn để điều đó xảy ra một cách yên bình. Họ đang liên tiếp tổ chức những tình huống tấn công, và chúng ta được nhìn bảng tiền đến từ hai bên. 41.268 tiền dẫn trước đến từ ZK ở cấp độ 11 với bộ Yone. Nếu ván thi đấu đầu tiên thì đội hình của phía KT Roster họ gượng lại ở con sứ giả thứ hai, thì để coi con sứ giả thứ hai này thì KT có đủ sức để có thể gượng lại được hay không đây. Azir với lại Vega có cái đặc thù hơi khác nhau chút xíu, hiện Azir nó vẫn có phân chia thiên hạ để có thể mid lane ở thời điểm cấp độ 6. Vega thì đồng ý có cái vụ nổ vũ trụ để có thể kích hoạt cái chiêu cuối với cái lượng sát thương lớn của mình, nhưng cái ngưỡng sức mạnh của Vega chưa bao giờ thực sự là quá sớm như vậy. Đồng ý, và rõ ràng BD ta sẽ cần phải có khoảng thời gian mà. Hang Hoa Lai đang đứng dịch liên tục. Lehen có bất khuất và anh ta rất tự tin để phê check.
Nhưng BD đằng sau lưng thì không như vậy đâu nha. Bẻ cong không gian bắt buộc phải được đầu tư để có thể kiểm soát lại lượng tầm nhìn. KT đang hướng sự chú ý của mình xuống cánh dưới, bởi vì họ hiểu được rằng ở thời điểm hiện tại nếu như mất tiệm cầm tầm kiểm soát ở đây thì sẽ là tình huống áp lực, thậm chí Lehen gặp nguy hiểm luôn. Đã hất tung hai người đến từ vị trí của Lehen rồi. Viper bung bão tố đổi ra để tấn công vào Lehen. Vô là băng quăng thẳng mặt và điều băng cũng sẽ được nhường dành cho xạ thủ bên phía qua Quarline Sport mà thôi. 4-1 dành cho Han Quarline. Đúng nghĩa là bò lạc luôn đó. Với con Alista đi lạc ở trong cái pha thi đấu vừa rồi thì ngay lập tức bên phía của Hàn Quarline trừng phạt cái pha sai lầm đó của Lehen, có thêm cho mình đó một điểm hạng một, chiếm luôn cho mình đó lượng tầm nhìn ở khu vực cánh dưới. Căng lại rất tỉnh nha, anh ta không cho phép đối phương tấn công vào mình. Anh ta hiểu được rằng là ai đang đứng ở đằng sau cái bức tường đó, đó là Kurt và Aiming. Và nếu như tham con mắt vừa rồi thì có thể hỗ trợ bên phía của Hàn Quarline Sport sẽ cần phải đầu tư tốc biến để có thể rút lui về. Đường lại rất tỉnh. Còn ở cánh trên này thì sao đây? Một pha tay đôi đến từ Kin và Kingun. Kingun hình như là Kin đã hoàn thành xong bố dư thất thần rồi. Và cái lượng sát thương mà anh ta tạo ra vào với cái lượng giáp đang có đến từ Kingun với cái lượng máu ở thời điểm hiện tại thì cũng là tương đối đau. Rồi, những cái điểm hạ gục đang được phân bổ khá là tốt. Một điểm hạ gục khu rừng giữa dành cho Zeka, hai điểm hạ gục ở khu rừng giữa dành cho Viper. Những cái nguồn sát thương chủ lực đến từ bên phía con hàng Wildlife cũng đang có được những cái lợi thế nhất định. Rồng thì chúng ta phải chờ cho 2 phút nữa. Trước đó chúng ta sẽ có con sứ giả thứ hai trong bảng thi đấu này. Một tình huống dịch chuyển ép đánh Zeka. Zeka còn tốc biến, còn chiêu cuối. Tốc biến chiêu cuối trước, tốc biến sau. Rất nhanh với pha xử lý vừa rồi đến từ đường dây bên phía Hoàng Sport, nhưng đầu tư tài nguyên đến như vậy ở con hướng ngược lại. BD có pha băng trượng làm chậm một người, làm choáng một người, nhưng câu chuyện là anh ta sắp phải đầu tư tốc biến bên này thì sao đây? Người kẹt lại, đó là Lai. Lai nằm xuống rất nhanh, tốc biến cũng quay tay làm cho hai người. Sứ giả phán quyết đẩy một người về nhưng vẫn đang là pha tràn lên đến từ bên phía của KT Roster. Họ có được một điểm hạ gục hai mạng đến từ bộ đội đứng dưới của Hawk Line Sport. À, lại là KT comeback à? Deja vu à, y chang với ván thi đấu đầu tiên. Đó chính là con sứ giả thứ hai thì sẽ là thời điểm ở bên phía của KT. Họ gường lại. Thật sự đó là những cái quyết định rất xuất sắc, bởi vì chúng ta nói đến cái chênh lệch về tiền đã nghiêng hẳn về trong bên phía Hàng Quarline ở một vài những cái vị trí chủ lực. Thì hai vị trí chủ lực của bên phía Hàng Quarline bị khai thác. Đầu tiên là ZK mất tốc biến, mất chiêu cuối. Và tiếp theo đó là Viper không được gây sát thương khi mà anh ta nhanh chóng bị hạ gục. Đây, BD bị kẹt lại. Cánh trên thì chúng ta có một pha mà dùng tất cả tài nguyên để rút lui đến từ ZK. Nhưng ở sứ giả cũng là một pha mà phải đầu tư tất cả mọi thứ để bỏ chạy đến từ BD. Những cái khoảng thời gian mà anh ta câu kéo đủ lâu. Reo trong tay của Lai không có chiêu cuối trong pha này và anh ta bất tỉnh nhân sự. Nhưng tình huống quay tay này nó là quá hay đến từ Kin. Đúng cái nhịp, đúng cái nhịp mà Saiya trong tay của Viper không có cho mình chiêu cuối. Và khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà KT Roster comeback rất mạnh, khi họ vừa có được hai mạng của đối phương và họ vừa có được mục tiêu lớn tiếp theo của ván đấu, đó là con sứ giả cái đứt. Rồi, thêm vào nữa sẽ là đúng giao tranh nữa. Con rồng nguyên tố tiếp theo của ván thi đấu này cũng là linh hồn rồng nước, một linh hồn cũng có thể gọi là rất là mạnh ở trong cái đội hình giao tranh tổng của cả hai đội tuyển. Bước vào pha giao tranh này thì đội hình đến từ bên phía của Hàng Quarline họ sẽ vận hành như thế nào đây, để xem là cách triển khai như thế nào. KT Roster đang phải tiến ra cắm mắt. Ở thời điểm hiện tại thì không có bản năng sát thủ đến từ Aiming. Viper đã hồi lại hai phép bổ trợ và bão tố đổi dậy sẵn sàng rồi. Tiếp tục là pha quay tay bắt choáng một người. Viper bắt buộc phải sử dụng cho mình tình huống chiêu cuối và reo lại bị kẹt lại rồi. Chiêu hồi lâu vu gây rất nhiều sát thương đến từ Viper nhưng Kin vẫn có được điểm hạ gục hỗ trợ của đối phương. Anh ta bật quay tay, anh ta cố gắng lùi về nhưng không còn nhảy đến từ Kin nữa. Đoạt mạnh ám sát, Kin vẫn kịp nhảy qua tường nhưng anh ta vẫn bị hạ gục bởi vị trí của Zeka. Là một đổi hai có lợi hơn dành cho bên phía của Hàng Quarline Sport. Họ đang có ưu thế về người và tôi nghĩ rằng con rồng này nó cũng sẽ là đồ trong túi của Hàng Quarline Sport mà thôi. Lần này thì Viper có luôn cho mình đó một cái chiêu cuối để có thể né khỏi cái nhịp tấn công đến từ BD và Kin. Và với một cái chiêu cuối thoát khỏi ở cái vị trí phía ngoài thì anh ta được free shot. Liên tiếp là những tình huống phi lông của mình và triệu hồi lông vũ có cái lượng sát thương tương đối là tốt. Và Life vừa rồi sinh tồn cũng khá là ổn, mặc dù anh ta có thể bị tấn công bởi các thành viên phía KT, nhưng ta câu đủ khoảng thời gian để cho xạ thủ của mình có thể gây sát thương. Một pha triệu hồi lông vũ và nó giữ chân toàn bộ đội hình bên phía KT Roster với cái gì follow up lên để hạ sát thành công Life. Và phải tốn thêm một lần nhảy nữa thì Kin mới có được cái điểm hạ gục vừa rồi. Mặc dù là mạng thứ hai dành trong con rắc đầy lẻ của Kin, nhưng câu chuyện là Hàng Quarline Sport có được dòng nguyên tố thứ ba và vẫn đang là những ưu thế nào. Lehen có một pha make play với tình huống tốc biến đẩy vị trí của Lai về, không còn tốc biến đến từ Lai nữa. Haki thoát không qua tường, đấm thẳng mặt đến từ Kurt. Có Aiming di chuyển ra, sát thương vẫn chưa là quá nhiều. Lai lui về được và đây sẽ là pha phản công đến từ bên phía của Hàng Quarline Sport khi Kurt không còn gì để chạy nữa cả. Anh ta nằm xuống, chiêu cuối không có, tốc biến không có nhưng vẫn cố gắng bắt vào một con rèo với khả năng chống chịu và Lai đủ đứng sức trên sinh tồn. Còn cánh trên thì sao đây, BD bị kẹt lại và chắc chắn anh ta sẽ cần phải bỏ trụ để lui về mà thôi khi không còn tốc biến nữa.
In thì vẫn đang chiêu chiêu để có thể giúp cho đội hình của phía KT Royster có được trong đá trụ khu vực đường dưới. Đối ngược trở lại, cái áp lực đến từ bên phía cô hàng qua lại ở cánh trên cũng tương đối là mạnh mẽ. Một pha thi đấu mà Lehen đã cố gắng được có thể bắt bài được cái pha di chuyển cắm mắt kiểm soát tầm nhìn của Life. Nhưng điều đáng tiếc là họ không đủ sát thương để có thể dứt điểm được Life. Pha backplay tôi nghĩ là ổn với cái tình huống tính toán đến từ Lehen, nhưng câu chuyện là hình như Aiming anh ta không dám dùng bản năng sát thủ thì phải. Đây chúng ta cùng nhìn lại tình huống mà Viper né kỹ năng đối phương, sau đó anh ta tung một giải lông ra ở trên màn hình và triệu hồi lông vũ giữ chân toàn bộ đội hình bên phía của KT Roster. Kín phải mất một nhịp nhảy để có thể hạ gục thành công đối phương, và anh ta không còn nhảy để rút lui nữa. Khi mà anh ta hồi nhảy là anh ta nằm xuống dưới sức sát thương đến từ Zeka. Còn góc này là một cái góc dùng tốc biến ma thuật đẩy văng đối phương về. Nhưng như đã nói, không có đủ sát thương, Aiming không dám nhấn bản năng sát thủ, bởi vì anh ta hiểu rằng khi anh ta nhấn bản năng sát thủ, anh ta có thể mất nhiều thứ hơn là cái việc đoạt được mạng người chơi hỗ trợ của đối phương. Và tiếp tục là những tình huống đánh chặn khá là tốt dành cho Viper khi mà anh ta có khoảng trống để có thể triệu hồi Long Vũ. Sát thương của ta bây giờ cũng đang tương đối là nhiều. Nhưng nói về sát thương thì hãy nhìn về con Zone ở khu vực đường giữa của CK. Hai món trang bị lớn, cung phong linh đã được lưu hướng tới từ trước, huyết kiếm cũng đã có. Anh ta thật sự sẽ trở thành cây ngòi nổ chính dành cho bên phía của Hàng Qua Lai trong ván thi đấu này. Pha comeback ở sứ giả đến từ KT Roster không được chuyển hóa, với việc là sứ giả đang được thả ở một cái thế rất trừng lửng. Và cái thế này chắc chắn đây sẽ là con sứ giả không hút được bất cứ một phát nào tới từ bên phía của KT Roster cả. Grizzly và Lai sẽ là người hai người can thiệp, có trừng phạt đến từ Grizzly, không có ai dẫn sứ giả vào cả, và sứ giả bắt buộc phải bỏ đến từ bên phía của KT Roster mà thôi. 2:30 nữa, tôi nghĩ rằng sẽ là khoảng thời gian bắt đầu đếm ngược đến từ bên phía của KT Roster. Họ phải ra con dòng thứ tư này và họ phải có một tình huống giao tranh thắng lợi. Nếu như không, để linh hồn dòng nước vào tay các thành viên bên phía của Hang Online Sport, tôi nghĩ rằng nó sẽ là dấu chấm hết và chúng ta sẽ có vào đấu thứ ba. Anh Cân đồng ý, pha giao tranh ở cộng đồng nguyên tố tiếp theo thì sẽ là một cái cơ hội dành cho phía của KT Roster. Ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là cái ngưỡng sức mạnh của họ không thể nào so được với một cái chênh lệch đã được tạo ra, và đặc biệt là trong những cái ngòi nổ dành cho phía của Hang Qua Lai nữa. Họ đang cụ thể hóa bằng con Baron ở phút thứ 20 của ván thi đấu khi mà nó vừa mới xuất hiện. JK rất mạnh. JK đang thực sự rất mạnh với hai món trang bị, và đây là lý do tại sao mà Hang Qua Lai Sport mở Baron. Nhưng ổn không ta? Không ổn đâu. Dịch chuyển, họ chỉ ép dịch chuyển thôi, họ ép dịch chuyển đến từ kin, sau đó họ rút lui về. Kingun cũng đã phải tốn dịch chuyển nha. Tình huống macro cảm giác là chưa thực sự mắc binh lắm đến từ bên phía Hang Qua Lai Sport, nhưng họ vẫn đang là người có được ưu thế với cái lượng tiền dẫn trước, và họ đang đẩy thẳng vào khu vực đứng giữa, vẫn đang cố gắng nhấp nhả để hướng ra Baron. Hang Qua Lai không nên đặt mình vào cái thế khó khi mà tấn công vào Baron, bởi vì Baron nó có khả năng để có thể làm giảm đi khả năng chống chịu của bạn, thì khi đó bạn bước vào tình huống giao tranh tổng thì e rằng cũng sẽ hơi khó. Nhưng nãy giờ bên phía của Hang Qua Lai họ đang muốn câu kéo, họ đang muốn bắt lẻ một ai đó khi mà vẫn đang chơi xây quanh xung quanh khu vực Baron này. Kin đang là người gần như là đẩy lẻ mạnh nhất đến từ bên phía của KT Roster trong cái bối cảnh là BD mới chỉ có được ngưỡng sức mạnh 2 đồ mà thôi. Trong khi đó thì mình vẫn phải ở đường giữa để phòng ngự. Anh ta không có trụ dựa lưng và anh ta không dám để lên cao, và đây sẽ là tia truy kích. Phát hiện tầm nhìn, KT sẽ tiến vào cướp sẵn sàng thì muốn trừng phạt. Góc này, ui, sứ giả phán quyết đẩy văng về đến từ Kingun, và đây sẽ là Baron dành cho bên phía của Hang Qua Lai Sport. Một tình huống sẽ là Baron rất chuẩn chỉ và chuẩn xác đến từ Hang Qua Lai. Lần này thì rất là ngon khi mà họ thấy được rằng BD vừa rồi mới xuất hiện ở khu vực cánh trên, và lượng tầm nhìn đến từ bên phía KT Roster là không có. Và thêm vào nữa là cái cách mà họ vận hành cái chiêu cuối đến từ Kingun rất tốt để có thể đánh bật đi một thành viên của phía KT Roster. Bùa lôi Baron được ăn khá là sớm dành cho đội hình của phía Hang Qua Lai. Bùa lôi Baron, để xem là Baron này của Hang Qua Lai Sport sẽ giúp cho họ lấy được bao nhiêu công trình phía ngoài của KT Roster. Đội hình của họ đang có một cái ngưỡng tăng tiến sức mạnh rất nhanh với 2.5 đến từ cả Viper và JK. Trong khi đó thì mình mới chỉ xong cho mình được thêm một cái nhanh Naso để hướng lên đồ thứ ba, có thể vẫn sẽ là một cái cùng đa Guiso để có được một cho mình một con cái giá tam kiếm dành cho xạ thủ của KD Roster. Nãy giờ thì cái góc bắn đến từ Aiming không là quá nhiều nha. Anh ta liên tục bị khép góc bởi Grizzly, rồi thì những pha ủi vai, thậm chí là cả sứ giả phán quyết của Kingun nữa. Và chưa kể đến là cái khả năng mở tốt đến từ Live từ nãy tới giờ, và cái những cái pha đào thoát của anh ta nữa. Đây sẽ là dòng 4. Tôi nghĩ rằng KT Roster phải bỏ thôi. Họ buộc bỏ như thế này thì liệu có phải là dấu chấm hết dành cho bên phía của KT Roster không anh Linh? Họ không có tầm nhìn để có thể tranh chấp, nên pha thi đấu này đối phương lại có bù lại Baron để có thể đẩy cái được lính khu vực đường giữa và khu vực đường dưới nữa. Thì đây rõ ràng là cái nguồn sức mạnh được gia tăng thêm một cách vượt trội, thậm chí là kích hoạt luôn cho mình để có thể tấn công đến từ JK. À, thực sự JK khi mà anh ta luôn biết cách để có thể đổi lấy tài nguyên của phía đối phương. Anh ta dùng đoạt mệnh vào khoảng không, anh ta áp sát đối phương bằng tình huống xuất nhập hồn của mình và lấy đi bản năng sát thủ của Aiming.
Thực ra cái được của Zeka là cái tốc độ hồi chiêu của anh ta có vẻ như là nhỉnh hơn so với lại cái bản năng sát thủ mà anh mình sở hữu. Nhưng đây sẽ là tình huống đẩy khu vực đường dưới đến từ bên phía của Hakon Live Sport. Cánh trên thì BD đang đẩy, những tốc độ đẩy của một con Vega làm sao bằng bốn bộ loại Baron tới từ bên phía của Hakon Live Sport đây. Baron sẽ giúp cho Hakon Live có một đường ít nhất là như vậy trong tình huống đẩy này của họ. Phần đầu đó chúng ta đang thấy rằng cái lượng chênh lệch về tiền cũng đã nghiêng về cho bên phía của Hàng Qua Lai. Và thật ra thì cái cách mà bên phía của Hàng Qua Lai sử dụng cái lượng chênh lệch này để có thể bổ sung thêm những cái đồng hồ nhỏ giúp cho họ có khả năng uplay trong những pha giao tranh nữa, nó giúp cho cái sự tự tin ở trong những tình huống tấn công như vừa rồi của ZK đó được thể hiện. Một cửa mega khu vực đường dưới, họ đang muốn tấn công tiếp vào trụ khu vực đường giữa. Rất khó để phòng ngự KT Roster, rất khó để phòng ngự với bộ loại Baron của đối phương. Thì Vega của BD mới chỉ ở ngưỡng sức mạnh 200 bị lớn, mà do anh ta có thêm một cái gậy quá khổ nữa để hướng tới một cái mũ phù thủy ở trang bị thứ 3. Nhưng còn với quãng đường rất xa và là LBB về nhà, tôi tin rằng các carry của Hakon Live Sport sẽ có được đồ 3 mà thôi. Những cái đồng hồ ngưng động để ngỏ đó đến từ Viper và Zeka, hoặc thậm chí là Zeka có thể tự tin up luôn cho mình một cái giáp thiên thần để anh ta bằng cắp thẳng vào tuyến sau phần đội hình bên phía của KT Roster, tránh việc anh ta bị sâu sát thương quá nhanh bởi những cái pha vụ đổ vũ trụ tới từ BD ở bên phía bên kia. KT vẫn đang thua thiệt rất nhiều về lượng vàng là 3.500 so với lại bên phía của Hakon Live Sport. Quan trọng là cộng thêm cả một cái linh hồn dòng nước nữa thì tôi nghĩ rằng cái lượng chênh lệch ở thời điểm hiện tại nó sẽ phải rơi vào tầm khoảng 6-7.000 tiền dành cho Hakon Live. Hoàn toàn đồng ý, đó sẽ là cái cơ sở để cho giúp cho bên phía của Hakon Live tự tin hơn để có thể bước vào những tình huống giao tranh. Những ngược trở lại thì sao? KT Royster thì bây giờ cũng đã có được cho mình đấu cái ngưỡng sức mạnh 2 món trang bị rưỡi ít nhất là như vậy, nhưng họ đang chưa thực sự có một cái dàn chống chịu đủ tốt. Ngoài con Alistar có bất khuất đến từ Lehen thì phía cánh bên kia Kurt chưa hoàn thành được một cái ngọn đuốc thánh quang, chỉ là một cái rìu đen thì không gia tăng thêm cái khả năng chống chịu của anh ta trong tình huống mà anh ta sử dụng tả xung ngũ đồ của mình bắn bổ vào đội hình của phía Hakon Live. Là bằng có tình huống cải công không gian tốt đến từ BD và tạm thời nhanh ta vẫn sống bằng triệu dư chân hai người, nhưng Lehen bị kẹt lại, có tốc biến nhưng không kịp làm gì cả. Bên này thì sao đây, triệu hồi lông vũ được kích hoạt đến từ vị trí của Viper và anh ta hủy diệt hoàn toàn BD, mạng thứ 9 dành cho các thành viên bên phía của Hakon Live Sport. Và tôi vừa định bảo rằng là cái cách chơi đến từ KT Roster là họ sẽ cần phải câu thời gian, phải phòng ngự để cho Kim đẩy lẻ, nhưng thậm chí Kim còn chưa đẩy tới chu hai đường dưới thì họ đã toang ở đường trên rồi. Và đây sẽ là 2 mega ở phút thứ 26 dành cho bên phía của Hakon Live Sport. Tiếp tục là Q3 hất tung thành công, cướp bị chặt rất đau bởi Zeka. Và đây sẽ là tình huống lấy nhẹ nhàng hơn nửa cây máu đến từ người trên đi rừng của đối phương. Kim bật quay tay làm choáng một người, nhưng anh ta bị giữ chân lại bởi không thể lay chuyển và không nhảy về được. Saya trong tay của Viper có được điểm hạ gục thứ 5 ở ván này. Và một đường lính cộng với 3 mạng dành cho bên phía của Hakon Live Sport, sau đó họ rút lui. Đang tấn công quá khủng khiếp đến từ bên phía của Hakon Live. Nhưng Hoàng cũng đã chia sẻ thì Kim vừa rồi đang bần đầy lẻ ở khu vực dưới, chưa kịp tiếp cận vào trụ 2 thì cánh trên đã bị tấn công rồi. Thậm chí đó tình huống độc não tốt đến từ bên phía của Hoàng Walai khi họ chủ động để có thể tiếp cận vào những cái bụi nơi mà Lehen đang đứng rình. Zeka đang có một ván đấu rất thăng hoa với con bài Yone của mình. Áp lực thực sự luôn, anh ta cứ có xuất nhập hồn anh ta sẽ dùng, như Viper pha này thì không có tốc biến. Và chính xác hơn, anh ta không có chiêu cuối và anh ta bị shutdown bởi mình rồi. Và KT Roster bắt được xạ thủ đối phương để xem là họ sẽ làm cái gì với tình huống bắt được xạ thủ đối phương đây. 1 phút 10 giây nữa, rất may dành cho Hakon Live Esports là không có bất cứ mục tiêu nào để KT tràn ra cả. Và chỉ là mạng dành cho xạ thủ của KT mà thôi. Coi như là một điểm hạ gục sách đao dành cho bên phía của KT ở trong cái pha thi đấu đó. Còn đây, những tình huống tấn công rất chớp nhoáng đến từ bên phía của Hakon Live để có thể nhắm vào. Lehen đã cố gắng sử dụng cái bò hút của anh ta để giúp cho BD có cái khoảng trống không bị trúng cái đoạt mệnh của Zeka. Nhưng đó chỉ là giúp cho cái người chơi được giữ bên phía KT Roster sống sót khoảng chừng một ít giây nữa mà thôi. Cái nhịp tấn công vẫn đang được thực hiện quá mạnh mẽ đến từ đội hình của phía Hakon Live. Và với sức mạnh linh hồn rồng nước nữa, khả năng hồi phục của họ rất tốt sau liên tiếp những tình huống giao tranh, thì họ vẫn có cái lượng máu đủ đầy. Tôi đồng ý. Nhưng mà góc này là một cái góc mà Zeka tự nhiên bóp Viper, tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì có Zeka đứng ở phía trước nên Viper mới tự tin. Và anh ta đứng lên rất cao để đẩy đường. Sau đó thì anh ta phải trả giá với tình huống tả xung hữu đột và follow up rất nhanh bởi bản năng sát thủ đến từ vị trí của mình. Mặc dù mất tốc biến nhưng Viper vẫn nằm xuống khi anh ta không còn chiều cuối nữa. Là nằm xuống thứ hai đến từ xạ thủ bên phía của Hakon Live Sport ở trong ván đấu này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ không giải quyết quá nhiều vấn đề đến từ KT Roster đâu. Đây sẽ là pha dịch chuyển để bắt Kingen à. Bắt vào một con Poppy thì cần sẽ phải làm nhanh, nhưng đó là không thể lay chuyển. Ngăn lại kỹ năng nhảy vào đến từ bên phía của KT Roster. Họ không tiếp cận đối phương. Bolabang quay ngược trở lại tấn công vào Kim. Kim có đồng hồ, sứ giả phán quyết đẩy một người về đến từ vị trí của BD, nhưng nó không quá hiệu quả dành cho Kingen. Hakon Live Sport vẫn đang cố gắng tràn lên. Họ đang có thế lính ở khu vực đứng giữa, khi đó là sẽ là một mega đẩy vào. Còn ở khu vực đứng dưới cũng là một mega đẩy vào nữa dành cho bên phía của Hakon Live Sport. Và đây sẽ là một loại Baron được tấn công ngay lập tức. Quy hoàng ba người đến từ Zeka. Và BB đang gặp nguy hiểm, quay tay không làm cho được ai cả đến từ Michi Hokin. Thấp máu đến từ cả hai carry của KT Roster rồi. Và họ sẽ cần phải ôm đầu máu
để có thể rút lui, nhường con Baron này lại dành cho bên phía Wild Wild Sport mà thôi. Gọi cứu thương thôi, đó là một tình huống mà chúng ta có thể thấy cái lượng sát thương AOE đến từ con Bayone của Zeka nó tốt như thế nào. Q3 và ngay lập tức anh ta đoạt mệnh, mặc dù vừa rồi thì có một cú bao hút đến từ Lehen để có thể giúp cho xạ thủ, xin lỗi, đường giữa của mình không bị gây sát thương thêm đến từ giờ này của Zeka. Nhưng như vậy là đủ. Đẩy Baron luôn. 2. Baron 2 thì cái team phòng ngự kiểu gì đây? Ai Lehen. Đây là cơ hội tôi nghĩ là cuối cùng. Lehen đang tìm ra một con đường để gọi là cách mạng hóa cho bên phía của KT Roster thoát khỏi những cái vòng vây liên tục đến từ Hawkeye Sport. Họ đang cầm một loại Baron, cầm linh hồn giống nước. Và pha vòng sau này đến từ Lehen, nhưng mà Lehen ở xa quá. Anh ta vẫn đang ở nửa bản đồ so với lại phần đội hình bên phía của Hawkeye Sport. Cần phải có một pha dấn lên đến từ bên phía của KT Roster. Và người dấn lên là ai đây? Sẽ là ai mở đầu trong tình huống giao tranh này đây? Cớt bắt đầu gồng đấm nhưng ta chắc chắn sẽ không dám lao vào. Và Lehen vẫn phải đứng lại để dịch. Lehen đang chờ giao tranh ở con rồng ngàn tuổi. Nếu đội hình đến từ bên phía của Hang Lai thì họ đang tận dụng cái bùa lở Baron để có thể tấn công tiếp vào cái cửa Mega của giữa, bởi vì họ vẫn đang có cái đợt lính ở hai bên cánh. Những con thiên vương chùy nó chuẩn bị tiếp cận để có thể gây ra áp lực tấn công rồi. Ván 1 thì King Gun dịch chuyển sang, còn ván 2 này thì Lehen rồi, anh đã Lehen ở quá xa. Lehen đang vòng sau đuôi bên phía KT Roster, tràn lên Viper thấp bóng đóng đồng hồ câu giờ em mình đổ bóng. Những cái đổ bóng của anh ta hơi xa vị trí xạ thủ của đối phương. Viper vẫn sống nhưng cuối cùng anh ta đã bị shut down bởi vị trí của Kim rồi. Tốc biến cung phong linh và Zeka có được mạng xạ thủ của đối phương. Kim quặn lại vòng vây ba người của đối phương. Anh ta có Lehen ở bên cạnh nhưng Hanwha Sport không quan tâm, họ đã muốn có ván đấu. Mặc dù mất Viper nhưng vẫn còn một nguồn sát thương vật lý nữa, đó là Zeka và một trụ bảo vệ nhà chính chuẩn bị có dành cho bên phía của Hanwha Sport. Họ ngừng lại, họ ra họ ăn nhà lính, họ tiếp tục tràn vào và đây có thể sẽ là pha endgame luôn đến từ bên phía của Hanwha. Kim đã sống, liệu rằng anh ta có làm được gì trong pha thi đấu này hay không? Thì khi mà Zeka đang rất áp lực rồi có thể tấn công, Kim có đồng hồ cát, tả xu hữu đồ. Nhưng phía bên trong đó chỉ là kết quả đơn độc. Kim đang cố gắng được có thể xoay sở nhưng một mình Kim cảm giác như cùng đơn độc không kiểm. Kim đã nằm xuống, Lehen cũng đã nằm xuống. Kết thì không nằm xuống nhưng cái nhà chính của anh ta thì đã bị phá hủy. Và KT Roster đã bị sát đào mạch thắng 16-0 đúng không ạ? 17-0 của họ trước Hardwire Sport ở ván thi đấu thứ 2 trong cặp trận BO3 này. Và đúng là một màn thể hiện rất tuyệt vời đến từ Zeka và đồng đội. Anh ta không nằm xuống bất cứ một mạng nào trong ván đấu này và luôn là đầu tàu trong những tình huống mở giao tranh hay những tình huống team fight đến từ thành viên bên phía của Hawkeye Sport. Chiến thắng rất xứng đáng dành cho Hawkeye Sport và đúng là một cặp trận BO3 với hai đội top trên. Chúng ta cần tới ván đấu thứ 3 để phân định thắng bại giữa hai đội và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay khi ván đấu đó được sẵn sàng bắt đầu.